Xin chào tất cả các bác nhá. Thì tối nay em lại có một số đơn hàng để giao lưu với các bác này các bác ơi. Đó, đơn số 1 là một đơn combo nhá. Đó. Là gồm này, quế tím này, bạch ngọc hải âu này. Và ba cây trâu lỗi lá nha các bác nhá. Không phải lỗi lá mà lỗi lá đẹp này. Những cây này lá chỉ bị thế này tí thôi, không sao hết. Đó. Và cái này nữa, sâu nó ăn ít thôi, cả một vấn đề cả. Và cái này nhá. Đó. Đơn này là combo này là 1 này, 2. Đó. Và giáng hương tam bảo sắc đấy nhá. Được 2 3 cây giáng hương tam bảo sắc. Đó. Quế tím, bạch ngọc hải âu. Rồi trâu. Nhất điểm một bụi nhất điểm hồng nhỏ. Và đặc biệt là có 3 kỳ nha các bác nhá. 3 kỳ mới ra, muốn về chăm sóc được thì mua loại cỡ này được các bạn. Đừng mua kỳ à, đừng lấy kỳ già quá. Đó, cái này đang nhú rễ này, kỳ tự nhiên nha các bác nhá. Là hôm nay em mua được mấy bụi mà nó cạn, thấy nó đang nhú kỳ như thế này, em cắt ra em bán theo đơn luôn này, coi như quả giao lưu với các bác này. Đó, đơn này là 250k này, một đơn lớn luôn. Đơn này cũng phải 29 mấy các bác. Đó, là dành cho đơn số 1 nhá, là 250k này. Đó, bác nào mà muốn sưu tập đủ loại thì cứ đến với đống đấy. Đơn số 2 400k nha các bác nhá. Là một đơn dành cho trâu vừa lớn mà vừa bé nhá. Một này. Đó, những cây này lá xếp rất rụ rịt luôn này, đang còn nhỏ mà lá rất rụ rịt luôn này. Đó, hai này. Đó, cũng thế này. 3. 4. Cây này thì không phải chê đâu đó này. Đó. Và lá to. 5. 6. Cái này là có 2 cây luôn các bác này. 7. Đó, cái này là 3 cây luôn nhá. Nguyên bản này là 3 cây này. 8 và 9 nhá. Một cây khủng, cực kỳ khủng này. Đó, cây này là không phải là khủng lá hay là ấy mà nó thuộc dạng như kiểu là thân dừa đó nhá. 1 2, cây này phải 5 mấy. Giờ phải 5 mấy sen rồi. Rồi. Đó là đơn số 2. Đó, giá 400k thôi. Chuyển sang đơn số 3 là một đơn lá xếp rụ rịt nhá, nguyên bản xếp rụ rịt này 350k này. Một này, rụ rịt luôn, các bác không thấy nét lá đâu luôn này. Hai này, đó, các bác nhìn là các bác biết rồi, em không phải giải thích nhiều, cái này cây lá mít luôn. Đó. Ba này, đó, rụ rịt cực kỳ luôn. Bốn này. Năm này. Đó, cái này cây này nó ăn nắng nhiều là nó lá nó phải đậm màu vàng đấy. Đó, là 6 này. Đó. Còn cái móng rùa móng gì ở bên cạnh nữa các bác. Đó, đơn số 3 là 350k nhá. Rồi sang đơn số 4 là một đơn nhạn bóc nha các bác nhá. Là giá 3 220k này. Một cây này. Còn đây toàn cây to này các bác này. Hai cây này. 3 cây này. 4 cây này, cái này xếp rụt này. 5 cây này, cái này là mùa khô nó bị lửa ở rừng nó cháy nó táp. Màu sao hết, cây lá ngọn vẫn đẹp. Quá ok luôn. Rồi, cây thứ 6 này. Cái này là cực kỳ ok rồi. Không phải chê vào đâu được nữa. Đó. Là đơn này là có giá là 320k đơn số 4 cho các bác nhá. Còn chuyển sang đơn số 5 là đơn 600k dành cho bác nào mà thích sưu tầm hàng độc nhá. Không phải là độc không, không phải là độc hẳn, nhưng mà đây là hàng lá mít rụ rịt nhá bác nhá. Không phải là 100% mít nhưng mà nó là hàng rụ rịt, hàng lớn nhá. Một này. Đó. Cái nách lá của nó các bác nhìn không thể thấy cái ấy không? cái ngồng hoa nó mọc từ đâu ra luôn này. Một này. Hai này. Đó. Ba này. Bốn này. Năm này. Đó. Rất là lá mọc rất sát nhau luôn, rất đều luôn này. Sáu này. Bảy này. Cái này cái lá mít luôn này các bác này. Đó. Lá một khúc rồi. Và bản lá to này. Tám này. Rất là rụt rịt luôn này.
chín này, cái này thân dừa này, 10 này, cái này cái mít này, đó là mít này, nhưng mà cái này là lá nó tét, lá ngọn tí nhưng mà chả sao hết ạ, lá một khúc thôi mà nó to, lá to phải 2 cm các bạn, mà chắc được, dài chắc được khoảng 3,5 cm, 4 cm, đó, 10 cây này là 600 này. Em chuyển đơn đó là để cho bác nào mà muốn sưu tầm này, đơn số 7 nhá. Thì cây này nói chung là không phải là em trồng em ấy ra, nhưng mà em mua ở đây được có khoảng gần 1 tháng rồi, nhưng mà về năm nay nó trốn hoa bác. Cái này là lúc ở trong rừng á, là những cái ấy này nó rớt xuống này bác này, nó rớt xuống con gì nó gặm nhầm nhầm hết, nó còn khoảng 10-20 cm thôi, nhưng mà nó khô hết rồi, vậy em cắt ra nhá, chứ không phải là em kích hay là thế này thế kia đâu, em đảm bảo với các bác này. Đó, các bác nhìn những cái dấu mà nó thối đây này. Đó, là em về em cắt hết. Nói chung là toàn thân già chứ không phải thân non đâu. Đó, ở đây là còn 4 thân tơ luôn, em nhìn thấy được 4 thân tơ này thôi chứ trái này. Đây này, cái thân đúng là thân này năm nay là nó sẽ ra hoa này, nhưng mà giờ nó vẫn còn đang đi ngọn các bác nhá. Đó, thân này cũng gọi là thân xanh đấy, cũng gần gần như là xanh sạch luôn này. Đó, các bác nhìn là các bác để ý rồi các bác ấy này, lá xanh thân xanh này, gần xanh sạch luôn, đang đi ngọn luôn này, bởi vì thân này thân tơ các bác. Đó, còn thân năm nay ra hoa là thế này, không ra được tí hoa này. Đó, đơn này em bán 700k nhá, tặng theo em nó là một cây bạch ngọc hải âu khủng này. Đó, năm nay ra được 3-4 nhành hoa này, rồi đơn 700k. Em chuyển đơn số 7 là 400k, là dành cho một em mẹ bồng con này, mẹ bồng con khủng nhá, chỉ có 400k thôi các bạn, tối nay vừa bán vừa xả các bác luôn. Đó, cây mẹ là rụt rịt luôn này, cây con cũng gần rụt rịt này. Đó, 400k. Chuyển sang đơn số 8 là một đơn 200k, một đơn sóc nhá, hơn 10 cây, nói chung là mười mấy cây á, nhưng mà một đơn lớn luôn này, nó phải gần 2 kg các bạn. Đó, chỉ có 200k thôi, toàn sóc lớn, sóc khủng thôi nhá. Rồi, em chuyển sang một đơn nữa là đơn số 9, là đơn 300k, lại giống đơn số 1. Thì đây là cũng có 2 cây trâu lỗi lá này, và 3 cây trâu lỗi lá này, cẩm báo, rồi nhất điểm hồng này, hoa mặt hoa nhất điểm hồng các bác nhá. Đó, và quế tím, bạch ngọc hải âu, sóc, và đi kèm theo em nó là một một bụi ấy nhá, không phải là một bụi mà một giò, nói chung là cái này em chưa ấy đâu, chưa biết mặt hoa đâu, bởi vì cái này em tách, mới tách từ khoảng cách đây khoảng 2 tuần thôi, em mua của người ta đi về á. Cái già này em định đem em ươm, nhưng mà treo mãi nó giờ ra kỳ với là ấy rồi. Còn bụi tơ thì em trồng rồi. Đó, đây cái già này đâu rồi ta, đây già này là được 1 kg này các bác này. Đó, cái màn hình em chói quá, đây này 1 kg này, đây các bác nhá, theo móng tay vào này, màn hình em nó chói quá khó nhìn đó, 1 kg đang nhú này, 2 kg này. Đó, và đặc biệt cái gốc này nha các bác nhá, về thì đây nó còn mắt ngủ nhá, đang sưng này, đang chuẩn bị lên này, mắt ngủ gốc luôn, là mầm gốc luôn là hòa này các bác này. Đó, thì cái này em không cần phải nói nhiều nữa, cái này về nói chung là thành một bụi là được nè. Đó, đơn này chỉ có 300k thôi, rẻ bèo. Em chuyển đơn số 10 nhá, đơn số 10 là 400k này, là dành cho một đơn châu lá mít nguyên bản nhá, cả lá mít cả lá xếp này, một này, như cái này là lá xếp này, đó, cái này thuộc hàng giống này, hai này, cái này là thuộc lá mít này, lá rất bóng luôn. 3 này, lá mít này, rất dày. Đi kèm theo em nó là một em trẻ con đang nằm ở dưới nữa. 4 này, cái này cây lớn này, mít xếp này. Đó, năm ngoái có hoa rồi nè. 5, cái này mít xếp này, năm ngoái cũng đã có hoa rồi nè. 6, cái này là em lá mít nha, năm ngoái cũng có hoa rồi. 7 cũng lá mít luôn này, cái này là giống. Và 8 nhá. Đó, 8 cái này là 400k này. Em chuyển sang đơn 11 nhá,
Đợt 11 như em đã nói rồi thì phi điệp của em là bây giờ phi điệp bốn đôn ở trong vườn thì rất nhiều rồi, em muốn bán bớt cho bác sưu tầm nào. Là cũng là một đơn phi điệp nữa này. Đó. Đơn này mà bác nào mà bảo em nhìn thấy mặt hoa rồi em chịu này. Đó, em mới mua về là em trồng được có khoảng 3 tuần nay thôi, 3 đến 1 tháng thôi. 3 tuần đến 1 tháng thôi. Thì rễ bây giờ vẫn đang búng này này. Đấy. Rễ rất nhiều luôn, đang búng này. Đó, các bác nhìn nó biết này. Đó. Nhưng mà thiếu tiền mua xuôi cho con em lấy ra em bán thôi. Đó là một bụi nhá. Và đây là một bụi nữa. Đó, rễ cũng đang búng này. Đó, chứ không phải là em nói điều gì đâu. Nếu mà cây em trồng em nhìn thấy mặt hoa rồi thì đúng đấy. Nói chung là cái này hàng xổ số rồi, thân tím thôi. Đó. Đó, hai bụi này là 800k nhá. Và một bụi nữa, số 11 là nguyên bản luôn này. Đó. Cái này hôm nay thì người ta mới bán cho em thôi. Người ta trồng ở nhà thì người đồng bào ở đây người ta đi về á, người dân ở đây người ta đi về là người ta trồng ở nhà rồi đó. Đó, nhưng mà bụi nhỏ này. Có hai mầm gốc và một kỳ này. Đó, bụi này là giá 300k nhá. Đơn số 12 là giá 380k là dành cho bốn em. Châu mít. Một này. Hai. Lá này như lá đồng xu luôn. Không kệ khác cạnh thế nào. Ba, cây này thì hai cặp lá thì tuyệt đẹp rồi. 4, cây số 4 này mà đi một chậu với cây số 3 thì không ai chê được. Đó, hai cặp rưỡi lá, lá mít. Rất đẹp luôn. Tuyệt vời. Đó, đơn này là 380k thôi nhá. Đơn số 13 là 350k này. Là một đơn mít xếp này. Một này. Cái này mít xếp nhá, không phải là mít ấy đâu anh nhá. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. 6 này và 7 nhá, 350k thôi các bạn. Đó, đó, thì hôm nay em chỉ có một số mặt hàng như vậy thôi. Bác nào yêu đơn nào thì gọi theo số điện thoại của em nhé, rồi để chốt đơn các bạn. Đó, thôi em xin chào tất cả các bác nhé.